Hello, xin chào các bạn, đây các bạn khỏe không? Em là Hoa Nguyễn đây. Hôm nay em đang ở trên cái thành phố Phú Sâm ở bang Cali nha các bạn. Hôm nay mình nghe có cái tiệm phở mới mở đây, nó tên là Phở and Roll đó. Thẳng mình vô đi mình ăn thử coi làm sao. Chia sẻ cho các bạn luôn. Ok các bạn đi ăn chơi với mình nhé. Ok các bạn, cũng như mình mới nói là mình đang ở trên cái thành phố Phú Sâm, bang Cali nha. Cái thành phố Phú Sâm nó cách thành phố Sacramento cỡ nửa tiếng, rồi cách thành phố San Jose cỡ 2 tiếng rưỡi, cách quận Cam mình nghĩ cỡ 7 tiếng nha các bạn. Đó thì hôm nay mình nghe cái tiệm phở này, nó tên là Phở and Roll đó. Mới nghe nói mới mở chắc cũng được mấy tháng đó. Thì hôm nay mình vô mình ăn thử, order mấy món rồi sẵn chia sẻ cho các bạn luôn. Ok các bạn, cái này là cái menu của họ đây. Các bạn mà muốn coi cái menu lâu lâu một tí đó, các bạn ngừng cái video lại nhé. Đó, các bạn thấy cái menu mới đây mà mình thấy có nhiều đồ ăn lắm nha các bạn. Nhưng mà hôm nay mình order mấy món mình ăn thử coi làm sao, rồi sẵn chia sẻ cho các bạn luôn. Đây họ cũng có happy hour nha các bạn. Ok, đồ ăn của mình mới ra đây. Đói bụng quá rồi các bạn ơi. Hôm nay mình order 3 món nha.
thấy cũng nhìn hấp dẫn quá. Cái tô đầu tiên của mình là nó tên là bò kho. Ở đây họ bán là 13 đồng 95 sen. Ok các bạn, cái tô tiếp theo của mình đó là nó nằm ở trên cái menu là số 1 nha các bạn. Có đầy đủ thôi, mình gọi phở đặc biệt để cho nó dễ. Ở đây họ bán là 12 đồng 25 sen. Cái này mình mua tô nhỏ nha các bạn. Ok các bạn, cái phần tiếp theo của mình đó, cái phần ăn chơi đây là chả giò nha các bạn. Ở đây họ bán là 5 đồng 25 sen. Ok các bạn, bây giờ đói bụng quá rồi. Thôi bây giờ mình ăn đây nha các bạn. Ok các bạn, thì bây giờ mình tiếp tục mình ngồi mình ăn nó rồi sẵn á, mình cho các bạn cái review của cái nhà hàng mới mở ở đây. Cái nhà hàng nó tên là Phở and Roll, nằm ở thành phố Folsom ở bang Cali nha các bạn. Thì mình nghe cái tiệm này mở chắc cũng được 2-3 tháng vậy đó. Mình đi công chuyện ở trên cái thành phố Roseville đó, rồi mình nghe cái chỗ này mới mở thì mình chạy tới đây mình ăn thử coi làm sao. Rồi sẵn á, chia sẻ cho các bạn luôn nha. Hôm nay mình order 3 món nha các bạn, một tô phở, một tô bò kho với một cái đồ ăn chơi chả giò. Cái chả giò với cái tô phở ở đây thì mình thấy ăn được trên trung bình một chút nha các bạn, above average.
Rồi cái tô bò kho thì mình thấy ngon nha. Đó thì nó ở đây nó làm cái bò kho ngon hơn mấy chỗ kia mình ăn nha. Tại vì trên Sacramento thì cũng không có nhiều chỗ để ăn nha các bạn. Không có nhiều chỗ nào làm bò kho ngon đó, mình cũng không biết đó. Các bạn nào mà biết chỗ nào làm bò kho ngon, các bạn chỉ cho mình nha, comment cho mình nha. Chứ thường thường mình ăn bò kho là mình ăn ở dưới San Jose, thì dưới San Jose thì nhiều tiệm làm ngon nha các bạn. Nhưng mà trên đây á, khu Northern Bắc Cali đó thì ít nhà hàng quá nha. Đó thì mỗi lần mà mình thấy nhà hàng nào mới á, là mình lật đặt mình chạy mình ăn thử coi làm sao. Đó thì hôm nay nha các bạn, cái nhà hàng này mình thấy ăn cũng ngon. Cộng mấy cái điểm rồi lên hết đó là mình cho 7.5 trong 10 điểm. Nhưng mà tại vì cái dịch vụ, cái customer service rất là tốt đó, thì mình tăng lên 8 điểm trong 10 điểm. Ok các bạn, cái đó là cái ý kiến của mình, cái feedback, cái reading của mình nha. Các bạn phải lại ăn các bạn mới biết nha. Chứ mình thì mình thấy hôm nay mình ăn cũng above average, hơn trung bình một chút. Nhưng mà tại vì cái service tốt á, thì mình tăng lên 8 trong 10 điểm. Ok các bạn, vậy thôi hôm nay mình vô trong nhà hàng mới mở thành phố Folsom ăn thử mấy món rồi chia sẻ cho các bạn luôn. Ok các bạn nhớ ủng hộ cái channel của mình nhé. Comment, like, share và subscribe. Cái bên cái nút subscribe đó các bạn, nó có cái chuông đó. Các bạn cũng nhớ bấm cái chuông luôn nhé. Mỗi lần mà mình up cái video nào mới đó thì họ báo cho các bạn biết. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã xem cái video này hôm nay và theo dõi channel của mình nhé. Có gì mình gặp sau. Bye bye.